Rồi, bác Sơn Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay mình dạo vườn của một ông anh có nick Facebook là Hiệp Hà Huỳnh. Đây là một cây bình linh. Cây bình linh. Cây này cũng thành phẩm rồi. Cây thiên nhiên luôn nha. Rất đẹp, lũ rất là đẹp. Rồi, mình tham khảo luôn. Một cây. Đây là cây linh sam rừng rin ghép đào điểm đây. Cây linh sam ghép cây này còn rin luôn. Cây này chưa khui tem luôn nha. Wow, mới phát hiện một cây linh sam rất là to. Cái này cốt hoành chắc không phải là 40 đó cả nhà. Linh sam. Đây là cây sam núi khai thác, sam núi bông. Ảnh có mấy cây linh sam đẹp quá. Cây này cũng đẹp. Cây này cũng rất là ok luôn nè. Wow, cốt rất là to. Thân xoắn rất là đẹp. Rồi mình ghé thăm một cây linh sam rừng rin. Dán đổ luôn nha, ghép đao điểm. Rồi, mời mình giao lưu xem cây kế tiếp đây. Wow, cây này có cái co đẹp quá, lùng lực. Nhưng mà nó cũng đang bỏ chi rồi. Linh sam rừng, ghép đao điểm. Nói chung là thường là anh em ghép đao điểm là chính nha. Tại vì cái dòng này nó cũng dễ chơi. Đây là những cái nhánh sam núi. Thay vì mình vứt đi mình nên dăm lại nha. Thì sẽ có cây nó sống. Cho nên mình đừng nên bỏ đi nha. Đây. Thì mình nhìn sơ qua thì mình thấy một số sống này. Linh sam rừng. Đây là một cây cây sơn trắng. Toàn riêng thiên nhiên. Cái dòng này nó có một dòng nữa là gọi là cây cây mằng tăng. Cây mằng tăng thì cái lá nó có khứa, còn thằng này nó không có khứa, cái lá nó trơn luôn. Cái vành lá nó có khứa là cái cây mằng tăng, còn không có khứa là cây cây sơn trắng nha. Giống như là cây đực cây cái vậy. Rồi, đây là một cây me. Cây me đẹp quá. Đang có trái luôn nha. Me này rất là già rồi. Mè này đế đẹp, dáng cổ thụ luôn. Đây là những trái của nó này. Rất là thích luôn nha. Ây da. Đây, mình thấy ảnh dâm lại những cái khúc sam núi sống cũng rất là nhiều. Nói chung tỷ lệ hao cũng có nha. Linh sam rừng. Rồi đây là một cây me nữa. Wow, khúc me này cũng rất là to nha. Me này rất là to. Tay cành rất là già rồi. Mấy cây này chắc ảnh chưa có giao lưu đâu. Nhưng mà mình trả cao cao một tí xíu là ảnh giao lưu thôi. Cốt rất là to. Cây này thì rất là già nè. Cây này mình rất là thích. Rồi, mình tham khảo cây kế tiếp là cây linh sam. Cốt rất là to, lùng lực luôn nha. Rồi, linh sam rừng. Nè, cây mai vàng.
Ảnh có một cây hoa giấy cũng rất là đẹp. Củ hoa giấy nè. Củ hoa giấy rất là ok luôn nha. Rất đẹp. Ninh sam rừng. Ninh sam rừng nó đường cái là lũ đẹp. Ảnh có mấy cốt ninh sam to quá. Nè, mấy cốt này rất là to luôn nha. To mà lùng lực nữa. Mấy cốt này là lúa không á. Mấy cốt này to quá, khoảng 40 hơn không à. Mấy cái này là mấy cái đồ tiềm năng nha. Anh đang giấu. Rồi, mình mới phát hiện xa xa có một cây cái này là cây linh sam rừng nè, lũa thép nè. Mình mới phát hiện xa xa thấy có một cây me rất là to. Wow. Phôi me nè, lùng lực luôn. Đây, những cái cành sam núi ảnh tận dụng lại ảnh dăm nó sống nha. Wow, phôi me này rất là to. Nối tay luôn. Anh đang nuôi nối tay nè. Đây. Wow, phôi này đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đế nở lùng lực luôn nha. Mót đầu luôn. Anh nuôi cái đầu mót luôn nha. Đã. Rất là thích luôn. Sam núi trái nè. Anh tận dụng lên nè. Đây. Cốt đế rất là đẹp. Wow, cây này thích quá. Này. Mót đầu luôn. Này, đầu mót luôn nha. Wow, ho rất là đẹp luôn. Cây này rất là mê, rất là tương lai. Mấy cái đồ này rất là tương lai luôn. Và đây là một cây quýt rừng thiên nhiên. Cây này làm tay cành nha. Lấy phôi về làm tay cành. Làm tay cành thì nó cũng lâu lắm. Rồi, đây là một cây cây gì đây mình quên trước rồi. Nhưng nó rất là giống sen sẻ nha. Và đây là một cây cây này là cây sơn trắng này. À, cây sơn trắng này cũng rất là ok nha. Còn đây là rừng Hải Sơn Tùng. Nuôi theo mô hình công nghiệp nha. Đây là rừng sam núi, nuôi theo mô hình công nghiệp. Rồi, Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thì nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Và nếu thương mến cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, Sơn chân thành cảm ơn nhà mình. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn nha.